Xin chào tất cả các bạn học sinh yêu quý. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các bạn trong tiết học toán. Trước khi vào giờ học, các em hãy chuẩn bị vở và bút, lắng nghe cô giảng, thực hiện theo yêu cầu của cô. Đặc biệt các em chú ý ngồi cách xa màn hình, khoảng từ 50 đến 60cm để bảo vệ mắt. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng tham gia vào tiết học. Các em đã được học các bảng nhân, bảng chia từ 2 đến 5 rồi phải không? Hôm nay các em sẽ tìm hiểu kiến thức mới qua bài số 0, số 1 trong phép nhân và phép chia. Sau khi học xong bài này, các em sẽ dễ dàng thực hiện các phép tính nhân, chia có chữ số 0 và 1. Trong bài học này chúng ta sẽ có 3 hoạt động. Hoạt động 1, số 1 trong phép nhân và phép chia. Hoạt động 2, số 0 trong phép nhân và phép chia. Hoạt động 3, luyện tập. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào hoạt động 1. Hoạt động 1, số 1 trong phép nhân và phép chia. Cô giới thiệu phép nhân có thừa số 1. Cô có phép nhân 1 x 2, tức là 1 được lấy 2 lần. Em hãy suy nghĩ để chuyển phép nhân này thành phép cộng có số hạng là 1. Em cùng đọc theo cô. 1 x 2 bằng 1 cộng 1 bằng 2. Vậy 1 x 2 bằng mấy? Đúng rồi, 1 x 2 bằng 2. Tương tự với các phép tính 1 x 3, tức là 1 được lấy 3 lần. 1 x 4, tức là 1 được lấy 4 lần. Em hãy nêu các phép tính cộng có số hạng là 1. Em hãy xem mình làm đúng chưa nào. 1 x 3 bằng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3. Vậy 1 x 3 bằng 3. 1 x 4 bằng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy 1 x 4 bằng 4. Từ phép tính 1 x 2 bằng 2, 1 x 3 bằng 3, 1 x 4 bằng 4. Em có nhận xét gì về kết quả khi ta lấy 1 nhân với một số? Vậy số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Em hãy áp dụng các bảng nhân đã học để điền kết quả vào phép nhân sau. 2 x 1, 3 x 1, 4 x 1. Các em cùng sửa bài theo cô. 2 x 1 bằng 2, 3 x 1 bằng 3, 4 x 1 bằng 4. Em có nhận xét gì về kết quả của phép tính khi nhân một số với một? Như vậy ta thấy số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Cô giới thiệu với các em phép chia cho 1. Cô có phép tính 1 x 2 bằng 2. Dựa vào phép nhân trên, em hãy tìm kết quả của phép chia 2 chia 1. Vậy từ 1 x 2 bằng 2, ta có được phép chia 2 chia 1 bằng 2. Tương tự từ phép nhân 1 x 3 bằng 3, 1 x 4 bằng 4. Em hãy tìm kết quả của phép chia 3 chia 1, 4 chia 1. Như vậy cô có phép chia 3 chia 1 bằng 3 và 4 chia 1 bằng 4. Từ các phép chia trên, em có nhận xét gì về thương của các phép chia có số chia là 1? Ta sẽ thấy thương bằng số bị chia. Vậy, số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Như vậy, từ hoạt động 1, ta rút ra các ghi nhớ sau. Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Các em hãy đọc nhẩm lại 3 lần ghi nhớ nhé. Các em đã nắm được vai trò của số 1 trong phép nhân và phép chia, nhưng chữ số 0 trong phép nhân và phép chia cũng rất thú vị. Cô trò chúng ta tiếp tục tìm hiểu qua hoạt động 2. Hoạt động 2, số 0 trong phép nhân và phép chia.
Cô giới thiệu với các em phép nhân có thừa số 0. Cô có phép nhân 0 nhân 2, tức là không được lấy 2 lần. Các em hãy chuyển phép nhân này thành phép cộng có các số hạng là 0. Đúng rồi, 0 nhân 2 bằng 0 cộng 0 bằng 0. Theo em, 0 nhân 2 bằng mấy? Vậy, 0 nhân 2 bằng 0. Cô đố các em, 2 nhân 0 sẽ bằng bao nhiêu? Các em có kết quả rồi phải không? Chúng ta cùng nhớ lại bài cũ. Trong phép nhân, khi đổi chỗ các thừa số thì tích không thay đổi. Do đó, 2 nhân 0 cũng bằng 0. Cô Tuyên Dư em nào có kết quả đúng? Tương tự từ phép nhân 0 nhân 3, tức là không được lấy 3 lần. Các em hãy đọc phép cộng có các số hạng là 0. Đó là 0 cộng 0 cộng 0, kết quả bằng 0. Vậy ta có kết quả của phép tính 0 nhân 3 bằng 0. Từ đó ta có 3 nhân 0 cũng bằng 0. Từ các phép tính 0 nhân 2 bằng 0, 0 nhân 3 bằng 0, em có nhận xét gì về kết quả của các phép nhân của 0 với một số? Kết quả các phép nhân 0 với một số khác đều bằng 0. Vậy, số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Từ phép tính 2 nhân 0 bằng 0, 3 nhân 0 bằng 0, các em thấy khi nhân một số nào đó với 0 thì kết quả của các phép nhân này đều bằng 0. Vậy, số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Cô giới thiệu với các em, phép chia có số bị chia là 0. Từ phép toán 0 nhân 2 bằng 0, các em cho cô biết số 0 thứ nhất trong phép nhân gọi là gì? Số 0 thứ nhất gọi là thừa số. Số 2 trong phép nhân gọi là gì? Số 2 cũng được gọi là thừa số. Số 0 thứ hai trong phép nhân gọi là gì? Số 0 thứ hai gọi là tích. Bây giờ cô sẽ lấy tích trong phép nhân 0 nhân 2 bằng 0 chia cho thừa số thứ hai là 2. Cô sẽ được phép chia 0 chia 2. Ở các bài học trước, các em đã biết khi lấy tích chia cho thừa số này thì kết quả sẽ là thừa số kia. Vậy các em hãy dự đoán kết quả của phép chia 0 chia 2 bằng bao nhiêu? À đúng rồi, 0 chia 2 bằng 0. Như vậy, cô trò ta vừa lập được phép chia mà trong đó số bị chia là 0. Tương tự, các em dựa vào phép toán 0 nhân 5 bằng 0, dự đoán kết quả của phép chia 0 chia 5 sẽ bằng bao nhiêu? Các em đã tìm được kết quả rồi phải không? Vậy, 0 chia 5 bằng 0. Từ các phép chia 0 chia 2 bằng 0, 0 chia 5 bằng 0, em có nhận xét gì về thương của các phép chia có số bị chia là 0? Chúng ta thấy các phép chia có số bị chia là 0 thì đều bằng 0. Vậy, số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Chú ý, không có phép chia cho 0. Ở các lớp học trên, các em sẽ tìm hiểu vì sao không có phép chia cho 0 nhé. Các em cùng đọc lại ghi nhớ. Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Chú ý, không có phép chia cho 0. Để giúp các em nắm vững kiến thức đã học, chúng ta sẽ luyện tập thực hành trong hoạt động 3. Hoạt động 3, luyện tập. Trong hoạt động 3, các em sẽ làm bài tập 1 trang 132, bài 12 trang 133, bài 12 trang 134. Chúng ta bắt đầu làm bài tập 1 trang 132. Cô mời các em đọc yêu cầu đề bài, bài 1 trang 132 tính nhẩm. Các em hãy nhắc lại ghi nhớ có liên quan đến số 1 trong phép nhân và phép chia.
các em hãy tạm dừng màn hình để làm bài. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả. 1 nhân 2 bằng 2, 2 nhân 1 bằng 2, 2 chia 1 bằng 2, 1 nhân 3 bằng 3, 3 nhân 1 bằng 3, 3 chia 1 bằng 3, 1 nhân 5 bằng 5, 5 nhân 1 bằng 5, 5 chia 1 bằng 5, 1 nhân 1 bằng 1, 1 chia 1 bằng 1. Cô chúc mừng các em có kết quả đúng. Quan sát các phép tính ở hàng ngang thứ nhất, ta thấy 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Quan sát các phép tính ở hàng ngang thứ hai, ta thấy số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Quan sát các phép tính ở hàng ngang thứ ba, ta thấy số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Các em cùng chuyển qua bài tập tiếp theo. Cô mời các em nêu yêu cầu đề bài. Bài 1 trang 133, tính nhẩm. Các em hãy dựa vào các ghi nhớ có liên quan đến số 0 trong phép nhân để nhẩm nhanh kết quả. Các em hãy tạm dừng màn hình để làm bài. Cô mời các em cùng kiểm tra kết quả. 0 nhân 4 bằng 0, 4 nhân 0 bằng 0, 0 nhân 2 bằng 0, 2 nhân 0 bằng 0, 0 nhân 3 bằng 0, 3 nhân 0 bằng 0, 0 nhân 1 bằng 0, 1 nhân 0 bằng 0. Cô tuyên dương em nào có kết quả đúng toàn bài. Các em quan sát phép tính ở hàng trên, ta thấy 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Quan sát các phép tính ở hàng dưới, ta thấy số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Các em cùng chuyển qua bài tập tiếp theo. Cô mời các em đọc yêu cầu đề bài. Bài 2133, tính nhẩm. Các em hãy nhẩm nhanh kết quả. Các em hãy tạm dừng màn hình để làm bài. Các em cùng sửa bài. 0 chia 4 bằng 0, 0 chia 2 bằng 0, 0 chia 3 bằng 0, 0 chia 1 bằng 0. Các em thấy đấy, số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Chú ý không có phép chia cho 0. Các em cùng chuyển qua bài tập tiếp theo. Các em nêu yêu cầu đề bài. Bài 1 trang 134, lập bảng nhân 1, lập bảng chia 1. Các em hãy tạm dừng màn hình để làm bài. Các em cùng kiểm tra kết quả. 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 2 bằng 2, 1 nhân 3 bằng 3, 1 nhân 4 bằng 4, 1 nhân 5 bằng 5, 1 nhân 6 bằng 6, 1 nhân 7 bằng 7, 1 nhân 8 bằng 8, 1 nhân 9 bằng 9, 1 nhân 10 bằng 10, bảng chia 1, 1 chia 1 bằng 1, 2 chia 1 bằng 2, 3 chia 1 bằng 3, 4 chia 1 bằng 4, 5 chia 1 bằng 5, 6 chia 1 bằng 6, 7 chia 1 bằng 7, 8 chia 1 bằng 8, 9 chia 1 bằng 9, 10 chia 1 bằng 10. Các em đã lập được bảng nhân 1, bảng chia 1 một cách dễ dàng. Chúng ta cùng nhau chuyển qua bài tập 2. Cô mời các em đọc yêu cầu đề bài. Bài 2 trang 134, tính nhẩm. Các em hãy tạm dừng màn hình để làm bài. Các em bắt đầu nhẩm kết quả. 0 cộng 3 bằng 3, 3 cộng 0 bằng 3, 0 nhân 3 bằng 0, 3 nhân 0 bằng 0, 5 cộng 1 bằng 6, 1 cộng 5 bằng 6, 1 nhân 5 bằng 5, 5 nhân 1 bằng 5, 4 chia 1 bằng 4, 0 chia 2 bằng 0, 0 chia 1 bằng 0, 1 chia 1 bằng 1. Trong phép tính, 0 cộng 3 bằng 3, 3 cộng 0 bằng 3. Em có nhận xét gì về tổng nếu trong phép cộng có số 0 là một số hạng?
khi đó tổng chính là số hạng kia. Trong phép tính, 0 nhân 3 bằng 0, 3 nhân 0 bằng 0, em có nhận xét gì về tích khi trong phép nhân có một thừa số bằng 0? Ta thấy trong phép nhân có thừa số là 0 thì tích luôn bằng 0. Các em hãy quan sát phần B. Em hãy nhận xét sự khác nhau khi cộng thêm 1 vào một số nào đó và khi nhân 1 với một số nào đó. Như vậy, khi cộng thêm 1 vào một số nào đó thì số đó sẽ tăng thêm 1 đơn vị. Còn khi nhân số đó với 1 thì kết quả vẫn bằng chính nó. Như vậy, khi làm các phép tính có số 0 và 1, các em hãy lưu ý kỹ các ghi nhớ để có kết quả đúng nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Ở nhà các em nhớ ôn lại các ghi nhớ, các em nhớ làm những bài tập chúng ta vừa làm vào vở. Để chuẩn bị tốt cho tiết học sau, các em xem cho cô bài luyện tập chung. Cô chúc các em vui khỏe. Cô chào tất cả các em.